Dạ. Kết quả học tập của chị thấy thế nào? Dạ, kết quả học tập của cháu đi giỏi. Vâng. Dạ, đạt. Dạ, vâng. Dạ, giờ này rồi thật ra, giờ này là làm nhà sống rồi là được. Chồng cũng có việc làm, bác muốn ứng là đi có từ lấy tên mang á, mà học, học ở đó. Để mà tìm hiểu ở đó, khi kêu mẹ thì việc cũng có tiền cháu học thêm nữa rồi. Dạ, vâng. Mà đó, chị thấy cháu học ở trên đấy thế nào? Dạ, cháu học tốt. Vâng. Dạ, cháu học rất giỏi. Nhưng mà cái trong cái trang học đấy, chị thấy cháu vào học thì có hiệu quả không? Thấy dạ, có. Không? Dạ, nhưng đi, để khen của cháu đưa bên đấy. Dạ, vâng. Vì để phô tố để đưa tới hồ, hồ, dạ, vâng. Hồ, hồ về phô tố để phát thanh tư cho cháu đấy, cả dạ, hai vâng. Cháu. Dạ, vâng. Dạ, phán hà mi và phán chính. Dạ vâng, tốt, nên là rất là tốt. Dạ vâng. Thế con học ở trên trang Toliha đây con thấy thế nào? Ờ, thế con học môn gì ở trên đấy? Con học môn toán ở đây. À, con học môn toán à? Môn toán năm nay con lên lớp mấy? À, thế à? Thế là năm vừa rồi con học toán của thầy Quốc Sơn ở trên trang Toliha.vn à? Con học có hiểu không? Ok. Chị thấy cháu học ở trên đấy thì như thế nào? Dạ thì cháu học về thi tốt. Và thế thì cháu học bằng cái gì? Dạ máy tính. À thế à, có máy tính thì học. Ông mê cháu. À thế à. Và ông mê học giỏi ông mê cháu. Wow. Còn mang thì nhờ xung quanh họ giúp đỡ. Yeah. Không có tiền đóng tiền mang. Vâng. Nhờ họ giúp đỡ hết. Học trên trang mạng Toliha .vn. Con tôi học rất là tốt. Năm nay con tôi đạt kết quả học sinh giỏi. Và xin cảm ơn người đã sáng lập ra chương trình này. Này, đúng không? Đấy, con vào khối 6 này. Đúng không? Tốt, đây này. À, làm đi đây, con có tài khoản như thế này rồi đây này. Năm nay là được rồi đó. Thì trên giải quyết được giảm hai này, thì dân tập làm thứ ba này. Đầu tiên, đường tập nhân đã cho. Sau đó, em sẽ đưa ra xét những điểm năng. Con tên là Phan Hà Mỹ. Con học đến Tô Lê Hà, con thấy rất là hiệu quả và rất là tốt. Thầy giảng rất dễ hiểu và có rất nhiều bài tập để con luyện tập.